Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh Xuân Lúc Đỏ Audio. Thì trước mặt các bác đây, đây là một đôi loa có thể nói là làm mưa làm gió, là một siêu phẩm trong những năm vừa qua, đặc biệt là cách đây khoảng 2 năm. Thì với những đôi loa B3HF102 này, giá nó đã tăng lên gấp rưỡi, đang rất kinh là kinh khủng luôn. Những ngày đầu đôi loa này thực sự nó là một cơn sốt luôn, và bao nhiêu hàng, có hàng là sẽ hết ngay lập tức. Một đôi loa B3 mà đã làm đến thương hiệu của hãng, đó là với thiết kế và đó là rất là đẹp và đẳng cấp và sang trọng. Một đôi loa HF102 dạng thùng gỗ, thùng gỗ thùng cân, rất là đẹp. Thiết kế là 2 bát 25 và 2 chung và 2 tép các bác nhé. Đây là dòng đôi loa và thiết có thể nói là công suất khá là lớn. Công suất làm việc của nó em nhớ không nhầm là tầm khoảng là 360 hay 380W gì đây các bác nhé. Dòng loa đánh bắt rất là kinh khủng luôn, bắt rất là mạnh và kinh khủng các bác nhé, rất là hay. Và luôn luôn được nhiều người săn đón. Những đôi loa này trên thị trường các bác phải bình thường phải bỏ ra tầm khoảng trên 9 triệu đồng. Trên 9 triệu đồng cho một đôi loa HF102 này. Nhưng ngày hôm nay các bác sẽ có một cái giá mà nó là chưa bao giờ thấy, rất là tốt. Và tình trạng của em nó sẽ như sau, em sẽ thông báo rõ ràng cho mọi người luôn. Thứ nhất về thiết kế thùng vách thì em bao các bác là tuyệt đẹp. Chưa chảy trước luôn với nói gì nó nợ xấu nữa. Rất là đẹp, e căng mọi người đang còn zin hết, đẹp chưa giặt luôn nhá. E căng là chưa giặt luôn. Nẹp tất cả mọi thứ, thùng vách là không chê được cái gì cả. Không chê được cái gì luôn. Bao các bác luôn, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp nha. Chung và tép zin nguyên bản, chưa đồng chạm luôn. Tất cả mọi thứ đẹp nguyên bản. Tép zin luôn này, chung zin này, hai chung hai tép zin, cả hai loa đều như vậy cả. Còn về bát thì chiếc bên đây thì là bát zin, nhưng nó bị xô từ và được bên em cân lại từ cho các bác. Bao là bát zin nhá, nhưng mà chỉ cân lại từ thôi, còn hoàn toàn là không thay côn két gì hết. Bát zin luôn nhá. Còn bên đây thì bát là bát em đã phải hy sinh là hai chiếc loa của hai hãng. Thứ nhất là một bát chiếc bát loa của hãng Marang, một chiếc bát loa của hãng Marang bát từ kép, và một chiếc bát của hãng Mango LS900. Đấy, có nghĩa em đã phải tháo thùng ra, loa bát trong thùng luôn nhá. Của một chiếc loa Mango và một chiếc loa Marang để ghép vào cho các bác, bởi vì là hai chiếc bát này do bị hỏng, chuột cắn hư rồi, cho nên bọn em không dùng vào. Bởi vì nếu có làm cũng nó không còn zin, bọn em sẽ đã dùng cho bác hai bát zin. Và lý cho em, hai chiếc bát của Mango và Marang là hai chiếc bát có thể nói là rất là nổi tiếng về âm bát, và công suất của hai chiếc bát này nó còn lớn hơn cả hai chiếc bát zin luôn các bác nha. Và độ âm bát của nó ra thì nó kinh khủng hơn luôn. Đấy, LS900 công suất nó lớn hơn và nó cực kinh khủng, rất là hay các bác nha. Đây là hai chiếc bát này đang còn zin. Hai chiếc bát này chưa đụng chạm sửa chữa nha. Hai chiếc bát này đang zin luôn các bác nha. Một chiếc là của LS900 và một chiếc của Marang, là Marang các bác nha. Rất là hay. Còn toàn bộ còn lại bát tép vân thức tất cả mọi thứ bông quét đang đẹp hết cho các bác luôn, phải nói là cực kỳ đẹp luôn, cực đẹp. Với bình thường các bác bỏ ra là trên 9 triệu đồng, nếu 9 triệu đồng thì ngày hôm nay các bác sẽ có một cái giá của nó sẽ rẻ hơn tới 3 triệu đồng cho một cái đôi loa mà các bác mua riêng trên thị trường đấy. Nhưng mà chất lượng của đôi loa này nó không hề khác biệt so với đôi loa zin luôn, em khẳng định các bác. Thứ nhất là một chiếc bên này là nó gần nói cái đó là loa zin nguyên bản được, bởi vì là nó chỉ bị xô từ, bên em chỉ cân lại từ cho các bác là nó vẫn đang còn zin tất cả mọi thứ, chất âm nguyên bản. Còn chiếc bên này thì chất âm của nó còn công suất còn mạnh hơn luôn, tiếng hai chiếc bát này của hai thương hiệu thiên về bát nữa, thì thực sự chất âm của nó hoàn toàn không hề khác biệt gì với một chiếc loa zin, nó còn mạnh hơn luôn, nó đánh rất là sướng các bác nha, rất là sướng. Nhưng các bác được giảm tới 3 triệu đồng từ 9 triệu, nhưng ngày hôm nay các bác chỉ cần bỏ ra 6 triệu thôi. Vậy chỉ là rẻ hơn tới 3 triệu đồng cho một đôi loa Mango B3 HF102 các bác nha. Còn về ngoại thất thì các bác hoàn toàn yên tâm, đẹp nguyên bản, không cần phải gọi là bảo chọn cho anh cái gì cả. Đôi này em bao các bác luôn, tuyệt vời đẹp luôn. Từng cái góc cạnh này, thùng vách đang còn phải nói là tuyệt vời đẹp luôn. Em còn chưa vệ sinh luôn các bác nha. Rất đẹp, e căng còn chưa dập này, đang rất là bẩn này. Đây, bẩn rất là bẩn này các bác thấy không? Đây là lớp bên trong này, lớp ngoài này đang bẩn này. Em còn chưa giặt luôn các bác nhá. Nhưng mà nó đã đẹp như thế này rồi. Gân của những con tép này nó còn chưa hề bị dạn luôn. Đấy, B3 và 3G nó rất hay bị dạn gân của tép, nhưng mà tép này đang còn chưa dạn luôn, đang còn nguyên bản cho các bác luôn. Đấy, rất đẹp luôn này. Rất đẹp, hai cái chung rất là đẳng cấp. Hai chung hai tép phải nói là tuyệt vời đẹp cho các bác luôn. Thực sự là những đôi loa này với giá 6 triệu thì ngày hôm nay các bác sẽ có ngay một đôi loa đánh tung trời luôn, tung trời lở đất.
Những loa này các bác đánh trong nhà thì thực sự là không cần phải dùng thêm súp các bác nha. Đánh rất là phê. Đấy, rất là phê, hát karaoke cũng tuyệt vời, mà đánh tiếng bass thì nó là không chê được cái gì cả. Nó rất là hay. Và những bác nào đang có nhu cầu một đôi loa như thế này thì liên hệ ngay cửa hàng bên em. Lưu ý giùm em là nếu đẩy công suất yếu thì không nên mua đôi loa này. Bởi vì công suất này, đôi loa này các bác lưu ý giùm em đẩy ít nhất là từ 500W trở lên một kênh mới chơi được loa này các bác nha. 500W mới chơi được đôi loa này. Nó công suất rất là lớn đấy, không hề đơn giản các bác nha. Rất là hay. Và những bác nào đã có nhu cầu liên hệ bên em các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ạ.